Bạn đang nghe từ Phonos. Raw Vegan, Sức mạnh chữa lành của thực vật. Tác giả: Norman W. Walker. Người dịch: Lê Nhung. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Book Publishing Company Skybooks. Kiến thức về sức khỏe và y học trong cuốn sách này được viết dựa trên sự nghiên cứu, đánh giá và trải nghiệm của tác giả, Tiến sĩ Norman W. Walker. Những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo để độc giả có thêm phương pháp cải thiện, bảo vệ sức khỏe. Nếu áp dụng kiến thức trong sách, độc giả cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông Skybooks Việt Nam và Phonos không chịu trách nhiệm khi có bất kỳ rủi ro, sai sót nào xảy ra từ việc sử dụng thông tin từ cuốn sách này. Xin trân trọng, cảm ơn. Lời nói đầu Bạn không cần gắn mát tuổi tác với sức khỏe của mình. Trong hơn 100 năm, qua các nghiên cứu của mình, tiến sĩ Norman W. Walker đã chứng minh rằng sống khỏe và sống thọ có thể song hành cùng nhau. Gần đây, các chuyên gia dinh dưỡng và các nhà nghiên cứu y học hiện đại mới khám phá ra những sự thật mà Tiến sĩ Walker đã biết trước đó. Ông đã trình bày chi tiết các nội dung này trong suốt thế kỷ 20. Chính Tiến sĩ Walker đã sống và chứng minh rằng chúng ta có thể sống khỏe mạnh hơn, lâu dài hơn nhờ vào chế độ dinh dưỡng hợp lý tâm hồn thư thái và chăm sóc cơ thể một cách thông minh mỗi năm chúng ta lại nghe nói về một chế độ ăn mới một thứ thuốc chữa bách bệnh một loại thực phẩm bổ sung hay một chương trình tập luyện mang tính cách mạng có thể cứu rỗi cuộc sống con người chương trình của tiến sĩ walker khác biệt bởi nó không dùng đến các từ ngữ mang tính quảng cáo như phép màu mốt hay mang tính cách mạng bởi bản thân chương trình của ông không cần dùng đến những từ như thế. Những cống hiến của tiến sĩ Walker giúp chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh hơn, lâu dài hơn, được bắt đầu từ trước khi sang thế kỷ mới, tại Luân Đồn, nơi một chàng thanh niên trẻ bị suy nhược nặng do làm việc quá sức. Không chấp nhận việc sức khỏe mình kém hay cơ thể mình yếu ớt, tiến sĩ Walker đã tự chữa trị cho mình. Kể từ đó, ông dành cả cuộc đời để nghiên cứu về khả năng kéo dài tuổi thọ và miễn nhiễm với bệnh tật của con người. Năm 1910, tiến sĩ Walker thành lập phòng thí nghiệm Norwalk về hóa học dinh dưỡng và nghiên cứu khoa học ở New York. Kể từ đó, ông bắt đầu những đóng góp quan trọng của mình cho một cuộc sống lâu dài hơn, năng động hơn. Một trong số những cống hiến tuyệt vời của ông chính là sự phát hiện ra khả năng trị liệu, giá trị của các loại nước ép rau củ quả tươi và sự phát triển của máy ép rau quả vào năm 1930. Chúng tôi tin, tiến sĩ Walker là một trong những nhà dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Tất cả những cống hiến độc đáo của ông đều đã có trong các cuốn sách mà ông viết. Theo tôi, môn học quan trọng nhất đang bị thiếu trong các trường tiểu học chính là môn giải phẫu. Mời bạn xem hình phát thảo số 1 được đính kèm trên ứng dụng. Hình này được dùng như một hướng dẫn và tham khảo cầm tay. Các con số trong hình thể hiện vị trí của các bộ phận khác nhau. 1. Soàn tráng. Ở bên trong vùng tráng, nằm phía trên mắt. Đây là nơi chất nhầy tích tụ lại sau cùng khi chúng ta ăn quá nhiều tinh bột cô đặc hoặc uống quá nhiều sữa. 2 tuyến yên, đặt ngay sau xoang tráng và chỉ bên dưới sống mũi một chút. 3. Tuyến tùng, nằm trong não giữa, phía sau và cao hơn một chút so với tuyến yên. 4. Lưỡi, một trong những bộ phận tình quái nhất của cơ thể người. 5. Hành tủy, trung tâm trao đổi thông tin của thần kinh trung ương, được đặt thấp hơn so với phần não giữa, giữa môi trên và hộp sọ ngay trên đốt sóng cổ đầu tiên. 6. Tuyến mang tài Tuyến mang tài có thể bị sưng và gây ra bệnh quai bị, đặc biệt khi trẻ em hoặc trẻ vị thành niên ăn quá nhiều tinh bột và kẹo ngọt. 7. Tuyến dưới lưỡi 8. Tuyến dưới già 9. Nắp thanh quản 10. Hầu họng 11. Tuyến giáp một trong những tuyến mang tính sống còn và quan trọng nhất của cơ thể. Tuyến này cần những thực phẩm có chứa iốt để có thể hoạt động đúng chức năng của mình. Nếu không được cung cấp dưỡng chất phù hợp, nó sẽ gây ra bệnh bướu cổ. 12. Thành quản 13. Lá lách Nằm ở phía sau bộ phận số 19. Phía sau xương sườn, tại điểm này là hai lá phổi. Phía sau phổi là dạ dày, đại tràng góc lách, lá lách phần đầu của tụy và thận trái. 14. Túi mật Tuyến cần thiết nhất, nhưng lại bị lạm dụng nhiều nhất. Gàng, tức số 15, đã được nâng lên trong bức hình này bằng một cái móc vén lên để diễn tả vị trí của túi mật. Ống dẫn của túi mật dẫn vào tá tràng, tức số 24, để bôi trơn ruột bằng dịch mật. Loại bỏ túi mật, thay vì làm sạch cơ thể một cách tự nhiên là lấy đi những công cụ bôi trơn đường ruột một cách hiệu quả của tự nhiên. 15. Gan Phòng thí nghiệm tuyệt vời của tạo hóa. Gan được tự nhiên tạo ra để làm việc trung bình khoảng 40 đến 50 năm từ lúc sinh ra trước khi sự phân hủy đáng kể và có thể nhận thấy bắt đầu. 16. Dạ dày Bộ phận này sẽ điều khiển cơ thể trừ khi cơ thể học cách điều khiển nó. 17. Van môn vị ở giữa dạ dày và tá tràng. 18. Tuyến tụy cho phép cơ thể tận dụng các loại đường tự nhiên như đường có trong rau củ quả tươi. Tuyến tụy bị tổn thương khi các loại đường tinh luyện và tinh bột được sử dụng quá mức và gây ra bệnh tiểu đường. 19. Đại tràng góc lách Đoạn từ kết tràng ngang, tức số 22 và 23 đến kích tràn xuống, tức số 31. 20. Vị trí thông thường của hai quả thận. 21. Đại tràng góc gan, đoạn từ kích tràn lên, tức số 32, đến kích tràn ngang, tức số 23 và 22. 22. Kích tràn ngang, thường xuyên trở thành một quả bóng chứa khí khi thần kinh căng thẳng, hoặc các chất thải trong các đoạn cong tức từ 21 đến 29, dồn nén, ngăn không cho khí tăng lên và tống ra ngoài. Hậu quả của việc chế độ dinh dưỡng không hợp lý là đoạn kết tràng này dễ dàng mất đi trương lực cơ, sau đó bị giãn, dẫn đến tình trạng xa đại tràng. 23. Như số 22. 24. Tá tràng, hay còn gọi là dạ dày thứ hai, nơi diễn ra quá trình tiêu hóa kiềm tính, thường xuyên bị ảnh hưởng do sự hiện diện của axit hoặc các thực phẩm tạo axit từ đường và tinh bột cô đặc. Việc này thường dẫn đến tình trạng loét mà chúng ta vẫn hay gọi là loét tá trạng. 25. Đám rối giường. 26. Ruột non, dài khoảng 25 feet, tức 7,62 m. Nếu con người cứ khăng khăng ăn bất cứ thứ gì mình muốn vào bất cứ lúc nào, ruột non có thể gặp phải những rối loạn kinh niên. 27. Ruột thừa Một tuyến an toàn tuyệt vời Chất tiết của ruột thừa ngăn cản các vi khuẩn tạo khí và các mầm móng có hại từ đại trực tràng xâm nhập vào ruột non. Sau này, ruột thừa được hoạt động bình thường hơn khi cách sử dụng biện pháp thục rửa đại tràng thường xuyên và khéo léo được truyền bá rộng rãi. 28. Bàn quang ở trong khu vực này. 29. Đại tràng Sigma. Đoạn từ kết tràng xuống, tức số 31, đến trực tràng, tức số 30. 30. Trực tràng. Đây là bể phốt của cơ thể, cần được làm sạch bằng các biện pháp thuộc rửa đại tràng khá thường xuyên. 31. Kết tràng xuống. 32. Kết tràng lên. Chương 1. Bắt đầu từ đây. Điều này hoàn toàn là cá nhân dành cho bạn. việc thay đổi một thói quen hay lối sống một cách nhanh chóng đột ngột có thể sẽ rất gian khổ vậy nên việc đạt được một sức khỏe dồi dào không phải là chuyện một sớm một chiều tôi thực sự tin rằng bạn sẽ thấy cuốn sách này luôn là cuốn sách cập nhật nhất trong bộ sưu tập sách mọi thời đại của mình trong này bạn sẽ khám phá ra sức mạnh bí ẩn thay đổi cuộc sống nâng cao tâm hồn mở rộng tầm nhìn làm giàu thêm tâm trí và kích thích những khát vọng của bản thân cuốn sách này không dành cho đại chúng nó được viết với chủ đích nhắm vào từng cá nhân tức là chính bạn mục tiêu của tôi là giúp bạn đạt được sức khỏe dồi dào thông qua việc nhận thức được các mục tiêu trong cuộc sống cũng như hiểu thấu đáo mối tương quan giữa những vấn đề và tương lai của mình với sức khỏe và môi trường cuốn sách này không nhằm mục đích trở thành một chuyên luận kinh viện giải thích các lý thuyết kỹ thuật khoa học được đưa ra với các trích dẫn có ích từ các tác phẩm của các tác giả khác trái lại nó được thấm nhuần những nguyên lý cơ bản mà tôi đã chứng minh từ những kinh nghiệm và thực hành của mình những điều này đã giúp tôi có và duy trì một sức khỏe tràn đầy sức sống nếu như cuốn sách này thành công trong việc hướng dẫn bạn khám phá sâu hơn cái mỏ tuyệt vời của tinh thần kho báu và giá trị của tâm thần và sức khỏe thì tôi đã hoàn thành được mục đích của mình tôi đang phơi bày toàn bộ trước bạn cũng như trước mọi người hay nói cách khác tôi với tư cách của một người tìm kiếm sự thật đang tiết lộ toàn bộ bí mật của mình mà không lên án hay chỉ trích bất cứ ai hay bất cứ điều gì cuốn sách này không nhằm mục đích tranh luận thay vào đó tôi đã nỗ lực để chứng tỏ và chứng minh với bạn rằng bằng cách biến giấc mơ trở thành sự thật như hàng nghìn người khác bạn cũng có thể đạt được một sức khỏe tràn đầy sức sống Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyền ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.